chưa chưa có ăn tiếp hết. Thảm được vậy chứ. Mệt không ha? Mệt. Về cho mấy đứa rồi nè. Chưa, ta đi xin ta đi chưa. Ra nhìn ủa sao anh nhìn thỏm thấy thỏm anh nhìn đó. Hai người ra đường đường thân lập anh ngay chỗ đó là cái đường lá thôi. Đen chắc chắn nhé. Đen thì đen là đó. Đen là vì sao vậy? Đi trúng mạc mới mày vừa chơi thì đi có bình viện không là chỉnh rồi. Kệ thăm chơi để đi chơi chứ. Mà anh về chơi. Gì? Mà anh về đâu? Về sở mũ chăm lắm là một con tự mai ra được ở lại chơi hai ngày chứ em hai ngày mới đi Singapore thế biết rồi anh nói là hai ngày đi Singapore thì hai ngày chơi với em báo cáo hết ngoài việc là đeo dấu tiếng Anh là báo cáo với liên lạc với hai vợ chồng đầu tiên biết hết hai ngày đi qua Singapore về để rồi đi lên đợt ngược lại đi lên Đắk Lắk cũng cũng lấy cu rồi bắt đầu mới xuống nhất tăng cái hai ngày nhé nhất tăng cái hai ngày về bắt việc á nhiều khi bỏ rồi đó chứ nhất tăng mà anh em nhiều lúc đi chơi Sài Gòn mà ế lúc ấy con cũng lộc thì hai ngày rồi lại bà mới xin mới nói mấy bài xe cu cho nó đùng luôn về thương quá. Con mạnh ra tới nào vậy? Mạnh à? Ừ. Cô đây lâu rồi mà. Cô lâu rồi. Cô làm gì? Ô em tưởng nó lên xe nó mới kia. Tới. Đang bị đuổi lối sau á. Ra, từ đấy lập đông rồi ra, dòm dòm thích là đăng. Ngay cái đường xe ra mà bị đuổi. Cứ dòm hai bên. Bởi vậy, dòm hai bên. Tôi nói năm đêm chấm thi nữa. Ờ, vừa dòm thi mở sống tới bây giờ phải dạy thêm, dạy cho tôi thi thi đại học á. Dạy cũng thi, việc thi đại học á. Hôm nay anh... Làm cho phải với hồi đúng là phấn thang. Rồi tôi đi, tôi cũng phải phấn đêm thôi. Là bất ấy, ngày lấy bà làm như nước sôi nước nóng lấy con cơm bà lấy bé không nó tính là hả không biết bà nói bà ngoại gọi về. Nè có pháp mà có cái quá không có quá không chết luôn nóng lạnh quá trời lạnh xuống máy bay là pháp là lạnh. Sĩ Trương Minh Giảng á. Trương Minh Giảng. Chờ Trương Minh Giảng phải không? Dạ. Chờ Trương Minh Giảng con trỗi á, chờ xe đường bán chè. Ai đó được có không? Mà thì mới nói với mọi người. Hồi xưa đây có cái chỗ đồ rác này dẹp lên đây. Nói gì gì tỉnh báo á. Gì nói gì cầu nói gì bệnh chứ gì qua bên chùa bây giờ phải qua nhà hồng để hồng sắp sắp. Vậy mà thấy gì điện em ngoài mà. Sắc xí ngồi nó chắc. Rồi giờ xong em cho con khỏe thì con về gì. Về thì thôi. Nói vậy là biết không muốn về đó. Không về đâu nữa. Biết xe mà đi xe em về bởi cho nó mai mốt mà đi sáng nó đi về cho. Tưởng là về hôm nay ngày mai đi dì Lý. Em tưởng vậy. Ngày mai nghỉ chơi đi cho anh Tòm chơi đi về. Anh Tòm có đi về lý hả? Cái đầu gối đi qua Pháp qua đi bộ mấy tiếng. Bây giờ đau lại. Cuộc nào hỗ trợ thôi. Nó mẹ.
không phải ổn cũng hết liền nó cũng không nói để nó mua thuốc nó lấy mua điện qua cho chị cho nhanh cho con thôi làm sao mà tôi vậy nó cho anh thở mặt là em đang mặt thì để cho ta là cho con thì lỡ gì cho nó chờ cái chị nó kể trên mặt cái mua cho em mua để em mặc mà hai cháu không đi đâu cái đó để mặc em tắm đó quế hồi già cuối già bốn băng lồng sắt từ cái đầu sáng đi về không được chỉ cách 4-5 giờ sáng là không đi về thôi cứ chỉ tình thôi họ một tình múa tôi rồi rè rồi tôi đâu thì đó thì nó cũng tùy đưa đi xem đang như tôi thì có thắng nó dài đó có thắng đường bên này nè 3/2 thì nó cua nó phải quẹo đường đúng đúng trái đường đó rồi FPTN làm FPTN mà nó làm trong máy móc thấy về cứ đi chợ với Bình Dương đây nè nó khách sạn đây nè thấy hoàng đây nè nó buồn cái phòng sờ mà không phòng ba phòng cũng bên hả bên Nhất Trang ở ngoài ngoài kia bên Nhất Trang ở khách sạn 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 món này ngon. Nhiều không không phải là món ngon đủ thứ món ngon luôn nhiều khi nhiều thứ quá tụi nó không thích ăn chị đâu có em đó đi làm về đó mà thế nào mà đi cái đường ấy trục trở bây giờ là đông đông về sao cái đường nhà mình sẽ quay cho kỳ chút đó. Đó. Nắng đó đúng rồi anh nát rồi đường này mòn luôn còn gì nữa mang ra thì mất rồi bây giờ cậu ấy ngồi thấy ấy lắm cậu ấy bây giờ ngồi uống cà phê với băng bánh mì buổi sáng nhìn da xanh lên to bự nè xuống ấy bây giờ bị điện cất tấm bản Á Châu nè bây giờ cất rồi đây nhà của cậu cái nhà cậu trắng trắng này nè đây đây nhà cậu đây đây đó cái nhà có kia bên hai con ngồi đây nè bây giờ cậu nhà đó sẽ lắng cả ngồi xuống đất ngồi xuống này ngồi kia đó thẳng đi dạ thẳng đi anh thẳng thẳng tới thẳng tới thẳng tới đó 267 69 nào có tên tên quan ngã tư hàm số 7 nè hàm số 7 rồi đây số 7 này hàm số 7 này còn đây chưa hàm số 7 luôn cái đường bây giờ nó bán đồ nhiều quá bút của nó coi có chuyện nó sale để rồi nó biết nó ổn em một bán luôn làm cho đôi mình bán hết cho được rồi thanh niên về là kêu hết xe cho thẳng vào đó nó đang đợi mình rồi lên thang máy lên trên rồi xong rồi một đến một lần một đây chưa có phòng cho anh nữa đây chưa có phòng mấy anh đây rồi bên kia anh bên đất kia anh đây là đúng rồi đúng rồi đây là rồi anh cho xe thẳng vô đi chúng ta đó đấy đứa này đi chậm như ta đang kẹt đường ở đường xe rồi.